Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn trở lại với Sally La Clot của mình. Đây là phần 10 năm nha. Ok, trận này mình sẽ đấu danh gần league của bạn Chao Kid, mức danh là ấn 70 sao thôi. Tuyệt vời anh em team mình kìa. Ôn 4 người đẩy hẳn vào nhà team bạn. Đã giết La Clot rồi, trận này La Clot team bạn chắc chắn là thọt rồi. Mọi người về lên gấp. Cướp được bùa xanh của team bạn rồi, chắc chắn Nagrod phế. Công việc còn lại cứ để mình lo. Ok. Nốt cùng quái rừng này là mình sẽ đi ganh. Rồi sẽ bắt Oma. Ông trước tiên phải đi ra xem con bùa đỏ này đã. Rồi, rừng tím bạn ăn rồi. Mình sẽ bắt rừng. Rồi, chạy đường này em ơi. Ok, bay. Tuyệt vời. Coi như là rừng tím bạn đã phải bye bye trận đấu này rồi anh em ơi. Mất hết sạch bùa. Chết hai mạng. Ở phút thứ 1 thôi. Oma lên bảng tốt này. Ok. Trận đấu này sẽ đánh rất dễ bởi vì rừng team bạn hoàn toàn bị thọt rồi. Anh em chú ý ganh rừng team bạn nhá. Nếu mình mà xanh hơn một chút là mình phải chú ý đi ganh rừng team bạn trước. Cho rừng team bạn thọt luôn. Hơi ác một tí nhưng mà sẽ có lợi cho anh em leo danh nhá. Kìa ăn rồng kìa. Bình tĩnh. Đây rồi. Rồi. Chạy rất nhanh, anh em bỏ qua con rồng và bắt người nhá. Không quá ham hố rồng. Bắt người xong rồi ăn rồng. Rồi, tuyệt vời, ăn rồng thôi anh em ơi. Thì bạn 3 người ngã xuống rồi. 4 người kìa. Quá tuyệt vời, ai cũng xanh như bắt canh rồi. Anh em chú ý đánh nạc đó thì vuốt kỹ năng thật nhanh nhá. Anh em đừng dê mà vuốt luôn. Công nhận là bạn nào có lót tim bạn đã thọt đến tận răng rồi. Thọt hết cả chân và tay rồi. Không có nhiều cơ hội đâu. Ra lên farm chắc biết mình ở đây rồi. Lúc rồi. Còn cố ra farm kìa. Để bắt thêm một mạng nữa. Mạng nào có lót tim bạn nữa. Bạn lấy chết 3 mạng rồi sao? Đúng rồi, 3 mạng. Phế nhất tim bên kia. Phải đi ra lên farm. Đồng, rất đồng. Tuyệt vời, trời sập tuyệt vời của Malok thì mình. Quá hay. Rồi. Mình là khắc tinh của em Laurel đấy. Là có chính là khắc tinh của Laurel. 10-0. Không có trận đấu nào nó dễ dàng như vậy ở mức danh cao đấy. Anh em lúc mà xanh thì cũng không nên chủ quan nhá, cứ farm sạch sẽ dừng team mình đi rồi đi sang dừng team bạn. Không quá mải mê bắt người nhá. Như vậy thì mình mới chắc chắn thắng được đấu danh ở phía dưới vậy. Không nên quá chủ quan.
Rồi bắt luôn thằng này. Rồi. Voi thịt luộc luôn voi. Rồi ok. Chắc chắn lên bảng thôi anh em xử lý nốt đi. Thì mình lúc nào đông. Phải nói từ đông để hình dung cho lực lượng của team mình. Lúc nào di chuyển cùng nhau. Đánh thế thì giành nấm lên nhanh. Quá xanh rồi anh em ơi. À, bùa ra là 1 phút 30 giây thì nó sẽ hồi nha anh em. Sau khi tiêu diệt. Và thời gian bùa tồn tại trên mình hình như là 80 giây. Anh em chú ý căn thời gian nhé. Nói chung là ăn hết sạch rừng team bạn, không cho bạn ấy một con bùa nào. Nuôi tí anh em ơi. À, Lacrosse team bạn dám xông ra. À, Skirt chứ. Skirt và Lacrosse. Cổ báo thật. Rồi, trận đấu chỉ có 6 phút 30 mấy giây thôi. Quá nhàn, việc nhẹ đường cao. Leo danh thế này thì quá sướng rồi. Rồi ok, video clip mình đến đây hết rồi. Xin chào tất cả các bạn, bye bye.